nhằm xây dựng phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị sách và những người tham gia trong quá trình nghiên cứu xuất bản sách nói chung và sách về môi trường nói riêng. Nhà xuất bản Tài nguyên và Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Ngày sách Tài nguyên Môi trường với Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2017. Đây là dịp để độc giả chia sẻ hiểu biết cũng như trau dồi thêm kiến thức từ những tác phẩm, những đầu sách hữu ích về môi trường, thông qua đó cùng truyền bá tri thức khoa học về tài nguyên, thiên nhiên và chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị sách và những người tham gia trong quá trình nghiên cứu xuất bản sách nói chung và sách về môi trường nói riêng, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Ngày sách Tài nguyên Môi trường với Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2017. Vâng, và đây sẽ là dịp để độc giả chia sẻ hiểu biết cũng như trau dồi thêm kiến thức từ những tác phẩm, những đầu sách hữu ích về môi trường, thông qua đó cũng truyền bá tri thức khoa học về tài nguyên, thiên nhiên và chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Là một độc giả đồng thời cũng là một nhà viết sách, đến với Ngày sách Tài nguyên Môi trường, bà Hằng Thanh đã chia sẻ về những tác phẩm tâm đắc của bản thân như Đảo Bạch Long Vĩ Kiên Cường, Đảo Cồn Cỏ Anh Hùng. Bà Thanh cho rằng đây là dịp để mọi người cùng ngồi lại với nhau, cùng đọc, cùng tôn vinh những nét đẹp thiên nhiên và cùng nhau bảo vệ môi trường. Riêng về cái mảng sách tài nguyên môi trường ấy, thì chúng tôi cũng có một cái điều rất là may mắn là chúng tôi cũng có cộng tác, hợp tác để làm nhiều bộ sách. Thì chúng tôi cũng rất ấn tượng, gần đây nhất là một cuốn sách rất là có giá trị và cũng gây một ấn tượng khá lớn, có sức lan tỏa. Ví dụ như cái cuốn sách Hoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam. Cuốn sách ấy có thể nói là nó cung cấp cho độc giả rất nhiều những thông tin bổ ích về cái chủ quyền biên giới biển đảo và về lãnh thổ và về đặc biệt là về Hoàng Sa Trường Sa. Ngày sách giới thiệu những bộ sách về pháp luật, luật đất đai, bảo vệ môi trường và các mảng sách tham khảo luôn được sự quan tâm sâu sắc của xã hội như Hoàng Sa, Trường Sa trong tâm thức Việt Nam cho tới những đề tài sách phổ biến kiến thức cho cộng đồng như kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn, cẩm nang phòng chống thiên tai. Trong sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nhà xuất bản cũng đã nghiên cứu cho ra những xuất bản phẩm điện tử có tính giáo dục nhằm truyền tải kiến thức và giúp bạn đọc tiếp cận một cách tốt nhất những vấn đề về môi trường. Chúng tôi đã xuất bản khá nhiều sách về môi trường, trong đó những cái sổ tay cẩm nang về quản lý môi trường, các cái bộ luật môi trường, các cái nghị định hướng dẫn để bảo vệ môi trường. Và chúng tôi mong rằng là những cái cuốn sách này và càng đến được nhiều tay từ các cấp quản lý cho đến những người dân được sử dụng, thì sự hiểu biết, sự giác ngộ về bảo vệ được môi trường để giúp cho đất nước ta được xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Ngày sách Tài nguyên Môi trường là nơi giao lưu, chia sẻ, đồng thời giúp độc giả hiểu biết hơn về tài nguyên thiên nhiên môi trường Việt Nam. Từ đó, nâng cao vai trò hành động của các cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ quê hương biển đảo Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển chung của thế giới.